Let's go. Chào các bạn, hồi nãy mình nói với bạn là mình sẽ đi cái khu đó đó. Bây giờ mình tới cái khu đó rồi. Bây giờ mình quay cho mấy bạn coi cái nhà mà mình muốn coi nha. Tại vì tụi mình coi là nó là một miếng đất, mình sẽ lựa một cái miếng đất, rồi xong mình sẽ build từng cái lên, build một cái nhà. Trong đó mình sẽ chọn những cái gì mà mình thích đó mấy bạn. Mình vợ chồng mình thích mua cái nhà là nó build lên á, thì từ đầu đó, theo từ ý đầu luôn của đó. Mình hơn. Còn nhưng nếu như mà mình mua cái nhà sẵn nó rẻ hơn chút, nhưng mà nó lại không có theo ý của vợ chồng mình. Ok, nắng quá cho nên mình phải xài dù nha mấy bạn. It's ok, let's go. Ok, đi. Bây giờ quay cho mấy bạn coi nha. Đi, đi vô, giờ đi vô, giờ vô, giờ chỉ bạn đi. Ok, cẩn thận nha baby. Cái này là mình chỉ quay cho mấy bạn coi là cái miếng đất của người ta thôi, tụi mình chưa có lựa. Nhưng mà mình cho mấy bạn coi là người ta xây như thế nào. Mà sao thấy khu này cũng được á vậy? Yên tĩnh ha. Khu này ok. Cái này mới lên được có mấy căn thôi à. Cái này là mới mà. Khu này mới. Let's go. Thì đây là mấy bạn nhìn thấy không? Cái này ví dụ mình mua là mình sẽ lựa, nó sẽ có nhiều cái miếng đất lắm. Thì mình sẽ lựa cái miếng đất nào mà mình thích. Rồi vô vô coi ta cái xi măng kìa. Rồi nó sẽ đổ xi măng. Ông sao muốn đi vô vô trong không? Vô chứ. Yeah. Vô cho mình coi người ta làm như thế nào. Mình cũng muốn biết họ xây như thế. Cái nhà này sao cái nhà họ cái xi măng họ làm sao? Hả? Thì bây giờ là tụi mình vô chỉ bạn coi đi. Chỉ bạn coi là xi măng nè. Ở dưới người ta sẽ giống như là quay vợ nghĩ chắc khác ở Việt Nam hay là giống như ở Việt Nam ta? Không biết nữa. Có coi nhà ở cái xi măng nè. Cái này ta đổ xi măng nè. Cái này người ta vợ nghĩ là người ta phải đào ở dưới, đóng cột ở dưới trước rồi ta mới đổ xi măng. Sẽ hiểu không? Hiểu. Người ta phải đóng xi măng, đổ xi măng lên. Ok, bây giờ quay xi măng cho bạn coi nè. Ok, bây giờ mình let's go đi, thẳng vô trong đi. Giống như là mấy cái ống nước không đi xuống dưới. Đường ống nước á. Đường ống nước đi xuống dưới ha. Đường ống nước. Cái nhà này theo như ông sao nghĩ là bao nhiêu square? Nhà to á nha. Nhà này to á. Nhà này phải 2 3 2 nhà mấy 3 ngàn á. Big one đó. Đó mấy bạn nghĩ đi là cái này á là cái xi măng. Người ta sẽ đổ cái xi măng xong á. Chắc giờ nghĩ là nó cũng phải mấy ngày. Thì bắt đầu người ta sẽ đóng cái gỗ lên. Thì ông sẽ nhìn đi cái quầy bên này. Mấy bạn thấy nhà dạ. Bên đây toàn là gỗ không? Bước vô đi vô nhà coi thử. Để đi coi chừng. Nhà gỗ rất là nguy hiểm. Nhưng mà gỗ đó ở thôi. Trong thôi, ở ngoài nó có gạch mà. Đó hồi nãy cái đó là xi măng đúng không? Mấy bạn thấy mình quay cho mấy bạn coi cái đó là xi măng. Thì cái này á là bắt đầu người ta đóng lên gỗ lên rồi đó. Các bạn coi cái khung gỗ nè. Mấy bạn thấy là nhà ở bên Mỹ nó toàn là gỗ không? Đó, mấy bạn nhìn nhà Mỹ nè. Cây không à. Đó, đi vô vô trong xử coi. Let's go. Có đào sắt ở dưới nè xã đó. Vẫn có sắt nha. Sắt chưa có chứ. Sắt ở dưới chứ. Nè. Cái sắt nè. Thấy không? Nó có sắt chứ. Gỗ một mớ, sắt một mớ nhưng mà gỗ nhiều. Mỹ căn nó sẽ gỗ nhiều. Căn nhà này là căn nhà lầu nha mấy bạn. Căn nhà này là căn nhà lầu. Nhà lầu hả? Ừ, nhà lầu. À đúng rồi. Đi vô. Đi vô. Bỏ cái dù ra nha. Bớt nắng. Nó xây nó sạch sẽ bạn ơi. Rửa sạch sẽ nha. Bên đây bớt nắng rồi. Có một cái nắng đó. Đó. Thì mấy bạn có tưởng tượng chắc mấy bạn không có không có hình dung được cái nhà này á. Cái nhà này thì trần cao lắm nha. Ở trên đây là cái trần cao nè. Thấy trần cao không? Trần này cũng phải 10 feet rồi nha. Ở đây là trong bếp nha. Cái thằng này là trong bếp nè đi. Có cầu thang nữa kìa. Nè, cái này là phòng khách nè. Ở đây giờ nghĩ đây là cái bếp nè. Cái bếp đây hả? Cái bếp ở đây. Rồi có cái hậu cầu thang đi lên nè. Ở đây có cái cầu thang để đi lên. Lên thử coi, lên thử coi. Lên lầu. Let's go. Đi coi nhà lần đầu tiên mới thấy nhà nó xây kiểu này, nó chưa xây xong á. Mình đi coi nhà còn xây xong không à. Đúng rồi. Nếu như mà mai mốt mình mua là mình sẽ mỗi lần mà nó xây như vậy á là mình sẽ đi coi. Nếu mà mình thích cái nhà của mình phải đi coi chứ. Đó, bây giờ nghĩ cái phòng này là cái game room. Chỗ này ready chưa hay là đi có sập không? Giờ nghĩ ready rồi nhưng mà tốt nhất là mình đừng có đi vô quá đi ơi. Đi xuống. Chỉ có quay cho mấy bạn coi nó sơ sơ thôi. Tại vì khi nó đóng cổ vậy nó chưa có chắc chắn lắm á. Chắc chắn vậy hả? Chắc chắn.
chắc. Cái đó là cái phòng ngủ. Người ta còn ly nước nè, thở ly nước thở đây nè. Phòng ngủ. Tiếp. Thôi nhà, nhà lầu. Phòng này có 1 2 3 3 phòng. À. Trên đây có 3 phòng. Đó, nhà Mỹ đó các bạn. Nhà Mỹ nó vậy đó, gỗ không đó các bạn thấy không? Rồi, bây giờ có bước xuống đây nha. Biết rồi. Đây là chết á. Bước xuống đây là té chổng rộng đó. Rồi, bây giờ mình đi xuống dưới đây. Nhiều. 4-500 đó. Đây đó, ở trên đó hồi nãy mình thấy là 3 phòng rồi, thì ở dưới đây thì theo như mình thấy là nó có 4 có 5 phòng nha, ở trên 3 phòng. Ở bên đây là giờ nghỉ nó 4 phòng. Master bedroom á, đây nè. Hay gara. Đồ cái này là gara. Gara đây là xe vậy cho bạn coi nè. Còn cái phòng này là phòng ô, vậy cái là chỗ nhà này chỗ có 3 phòng. Đậu xe nè. Đậu xe rộng ghê không? Gara nè. Là phòng study đâu. Phòng này là phòng học thôi nè. Giờ ở Mỹ nó có phòng học đó bạn, học study á. Cái này là cửa chính đi vô. Master bedroom đâu? Cửa chính. Master bedroom on trên trên lầu hả? Hoặc là ở bên đây. Học study hả? Đi đi vô đây thử coi phải đây. Cái này. Chắc nghĩ bên này quá. Master bedroom, cái này phòng khách rồi. Bên này. Yeah. Yeah, master room. Vậy là nhà này cái có phòng chính á. Ở trên lầu có 3 phòng nhỏ, ở dưới đây có phòng master bedroom nè. Cái trong đó là phòng master room á, cái này là cái nhà này cũng nhà cũng vừa hai chồng ở rồi. À, tủ quần áo. Cái này nhà cũng vừa vừa hai chồng ở rồi. Đừng có đụng nhiều quá vậy, đừng có đụng nha. Ở đó là tủ quần áo. Họ xây sạch sẽ quá ha, họ dọn sạch sẽ quá ha. Sạch sẽ. Cái này là giờ nghĩ thợ phải sạch ghê á. Có nhiều rồi, có nhiều người xây bẩn lắm. Cái này là chỉ có trong cái nhà này thôi, là nó đóng gỗ thôi, giờ qua bên cái này nó là nó đóng dán vô rồi. À đi. Đi qua tới bên đây. Đó, bây giờ tụi mình đi qua bên kia nha. Nắng quá. Nắng quá. Có chừng té. Mình sợ nắng quá rồi nó sẽ làm cho mình chỉ sợ da mặt của mình nó bị ấy thôi mấy bạn. Sao 5 3 phút. Không phải sạch đen. It's okay baby. It's okay. Cho mấy bạn coi đi. Cái nhà cái này là xếp thứ ba nha. Là giống như là hồi nãy là ở dưới là đất không, xong cái là đóng gỗ. Là bây giờ cái này là nó đóng dán lên rồi nha mấy bạn. Đóng gỗ nó xong đóng dán phải không? À, step thứ ba đó. Này nè, sẽ thấy cái dán. Ủa, có chừng ướt. Ướt đi đi đi. Này. Nãy có con chim nhảy vô giờ hết hồn. Này có cái step này, cái này step ba là nó được nó để dán lên á. Cái này gọi là xi măng giả bạn, như xi măng giả vậy. Đó, cái này là ở ngoài, cái này là thứ ba nào sẽ quay bên này về trong. Mấy bạn coi bên này. Thì cái này là nó nằm để nó tưới cây ở ngoài trước. À. Và cái này thêm một cái nữa nó sẽ nằm ở bên sau. Bên kia là để người ta tưới ở ngoài tưới cỏ sau, sau á. Cỏ ngoài sau. À, nhà Mỹ thì có đằng trước và đằng sau với bên hông. Nhà Việt Nam thì không có giò nước ở ngoài đâu, chỉ có Mỹ mới có. Ok, thôi. Let's go. Rồi bây giờ mình vô trong thử nha. Đây. Đây có men chim ở kéo bạn ơi. Cái này nó có cái cửa rồi nè. Người ta gắn cái cửa lên này nè, cửa kiến nè, thấy không? Đó. Cái phòng này, cái nhà này cũng 2 tầng nha mấy bạn. Nhưng mà 2 tầng. Ở đây là phòng khách nè. Đúng rồi. Nè. Bếp nè. Nó có cái island nè. Mình vừa vô thôi là mình thấy cái nhà này. Nó có nếu island. Mà mình mua là mình không chọn cái nhà này đâu. Sao vậy? Biết lý do tại sao? Cầu thang ở Việt hả? Nam mình á, người ta ghét nhất là cái cầu thang nó nằm ngay cái cửa đi vô. À. Ông sợ thấy không? Đây là cái cửa chính của nó nè. À. Vừa mở cái cửa ra. À. Vừa mở cửa ra là cái cầu thang luôn. À. Cho nên khi người ta mua người ta không thích cái cửa. À. Mỹ thì vợ chưa biết là sao nhưng mà này, ý vợ mình nói là cái cửa vô nữa bạn. Cái cửa vô xong rồi thấy cầu thang lên lầu liền thấy không? Ừ. Người Việt Nam không thích này đâu. Không thích. Thì cái này nó bán cho họ Mỹ thôi. Nhưng mà theo ông xã thì ông xã không matter mấy chuyện này. No. It's ok. Sáu hả? Có giá trị, không đẹp. Really? Cái này cũng là nhà 2 lầu nha mấy bạn. Đó. Thì bây giờ mấy bạn nhìn đi, cái này là nó đã đóng dán, rồi bắt đầu nó đóng cái dán vô rồi. À. Thấy không? Cái này là cái thứ ba đó. Cái xếp thứ ba đó. Ừ. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình coi cái nhà mà nó ốp gạch vô nha. Đây. Let's go. Đây. Vô. Bây giờ mình vô mình hỏi thử coi là coi cho mình cái nhà. Ừ. Đi vô cái nhà chưa? Đi vô cái nhà.
they're in there. Ring the doorbell, they'll get you. So do we need to make an appointment? No, she'll take you if you ring the doorbell. She'll take you in there. All right, thank you. Someone in there. Thank you. Các bạn thấy nhà ở ngoài trước đẹp không mấy bạn? Đó, người ta trồng hoa nè. Đẹp quá trời. Ông beo, nãy ông kêu beo. Bây giờ mình vô mình nói chuyện với người ta trồng nha mấy bạn. Kìa, lại nói chuyện đi. Đi vô của cái nhà 230 là liền nhất. Mình muốn đi vô coi nhà mình phải điền cái giấy này nha mấy bạn. Mình phải ghi cái tên tuổi của mình xuống để mà mình đi coi. Chứ không phải khơi khơi mà đi coi nhà ta được đâu. Phải khơi khơi mà mình đi coi nhà nha. Bây giờ mình sẽ đi qua coi cái model home. Cái nhà mà mình nói đó. Đây. Mình sẵn mình dẫn cho mấy bạn đi coi cái nhà sơ sơ nha mấy bạn. Có người này mình đang cũng đang mình đang quay á. Wow. Yeah. I like cái phòng khách nè. Phòng khách đẹp quá. Quá đẹp luôn. Yeah. Đúng rồi, khi nào mà build hết rồi nó mới bán cái nhà này, cái nhà này là bán sau cùng quá đi. Phòng khách đỉnh thế. Đó, bây giờ mình sẽ quay cái phòng khách này quá rộng luôn nha mấy bạn. Cái này là cái phòng khách. Đó mấy bạn. Cái phòng khách nó đi qua cái bếp luôn. Đó. Có cái island, mấy người đó đang đứng ngay cái island đó. À mình không vô đó được. Bây giờ mình đi vô phòng master bed đi. Tí. Wow. Quá đẹp luôn. Thấy không? Rộng quá, cái này nhìn ra được cái sân sau luôn nè mấy bạn, thấy không? Cái này là king size á, king size á. Nó decoration cái nhà quá đẹp luôn. Đặt cái nhà quá xinh. Nó đã bỏ đồ vô rồi á. Cái nhà mình thích mua nhà mới ngay từ đầu, nhưng mà cái nhà mà bỏ đồ sẵn như là nó bán khi mà rẻ đó mua xuống. Ok, đi vô trong cái nhà tắm đi. Nhà tắm quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Trời ơi. Có cái bồn. Trời ơi. Mấy chị em mình là thích cái bồn nha. Bồn là bồn massage đó vậy. Đây bây giờ mình quay qua đây là cái bồn, nó sẽ đi qua cái nhà tắm luôn nha mấy bạn. Cho mấy bạn coi cái nhà tắm luôn nè. Master bedroom tức là phòng lớn nhất với có restroom trong nhà tắm đó nha mấy bạn. Quay cho mấy bạn coi. Đó, đây là cái sinh quá đẹp không? Mình thấy mình trong đó nè. Hello. Hello. Yes. Lúc cái này very sáng luôn, very sáng luôn. Rồi các bạn coi nè, cái phòng là cái phòng nó gọi là cái này là phòng quần áo. Closet á. Closet. Ở Việt Nam là người ta phòng ngủ luôn á mấy bạn. Ờ, nó rộng tính thế. Giờ cho mấy bạn coi. So big. Quá rộng. Nói chừng nó bỏ móc áo tức là phòng ngủ đó. Từ phòng ngủ thì mình sẽ đi ra đây để mình đi qua cái restroom. Dạ. Đó, sạch sẽ luôn. Quá sạch luôn. Rồi, thôi mình đi ra ngoài đi. Đó, bây giờ xã mình dẫn ra cái vườn. Mình vô mua nhà mình thích nhất là cái bếp and cái phòng ngủ. Ra ngoài vườn. Bây giờ mình đi ra vườn. Bếp rồi, bên này. Các bạn thấy không, mình thích nhất là cái patio này nha. Trong nhà là mình thích nhất mà. Một cái bếp, hai phòng ngủ, ba là patio, barbecue. Dạ, nước gì mua được cái nhà model house cho mình. Dạ. Khi mà nói từ từ mua nhà model house thì một năm sau mua mới được. Đúng rồi. Cái nhà này không biết nó sẽ mòn luôn mà chắc phải... Mới. Tại vì em sợ thấy nãy mình đi mới có ba cái căn nhà hả? Nó mới build thôi à. Ê rớt kìa. Trời ơi, coi nè đẹp không mấy bạn? Sạch sẽ chưa? Rộng thênh thang không? Rộng không? Dạ. Cái nhà này là nhà một tầng nha. Một tầng á, nhà một tầng, nhà hai tầng cái bên nè. Nó anh được luôn hả? Quá rộng luôn.
Màu gạch đẹp chứ. Uh-huh, màu gạch đẹp á. Hồi nãy mình đi vô cái master bed á mấy bạn. Master bed sẽ nhìn ra đây được nè. Giờ mình sẽ đi bên hông bên nhà nha. Quá sạch sẽ luôn. Cái căn nhà mình nghĩ là phải 300 bây giờ. Exit 300. Dạ. Ok, thôi bây giờ mình đã coi nhà. Coi nhà nhiều rồi bây giờ. Bây giờ mình về nhà mình tham khảo coi mình mua căn nào nha. Cái căn này. Bây giờ mình đi vô để mình nói chuyện với cái bà đó để mình coi cái giá cả như thế nào. Thì mình đã quay sơ sơ mấy cái nhà, mấy cái phòng với bạn coi. Cái căn nhà này là mình mới hỏi rồi là 350. 350 à? 350. Ồ, nó có cái này gọi là gì quên rồi, cái lò sưởi này. Cái lò sưởi thôi. Trên có tivi luôn nè. À. Ok, thôi bây giờ mình tạm biệt bạn đây đi. Quay cho mấy bạn coi là những cái căn nhà bên Mỹ nó như thế nào á. Bây giờ sẽ tạm biệt tại đây nha. Rồi mình sẽ hẹn, mình sẽ quay những căn nhà sau nó đẹp hơn, hay hơn cho mấy bạn coi. Ok, bye bye. Nhớ follow tụi mình nha. Nhấn subscribe nữa. Bye. Thank you.